Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 45 phút sáng cùng ngày, tại khu vực tiểu khu 4A, rừng Nam Hải Vân xảy ra vụ cháy rừng. Sau khi tiếp nhận thông tin, hàng chục người trong lực lượng phản ứng nhanh gồm kiểm lâm, quân sự, công an, chính quyền phường Hòa Hiệp Bắc đã triển khai tới hiện trường chữa cháy. Các đơn vị của biên phòng, cảnh sát phòng cháy chữa cháy nhanh chóng có mặt, hai xe chữa cháy chuyên dụng cũng xuất phát ngay. Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực xảy ra cháy có địa hình rất hiểm trở. Chỉ có thể di chuyển bằng đường bộ qua đèo dốc, cây cối rậm rạp mới tiếp cận được. Việc chữa cháy chủ yếu bằng phương pháp thủ công, có lúc phải dùng xô xách nước từ khe suối tới để dập lửa. Do thời tiết rất hanh và nắng nóng, việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Lực lượng chữa cháy đã phải dùng giữa phát cây mở đường, khoanh vùng để cô lập các khu vực cháy, sử dụng 10 máy thổi gió. Sau khi đám cháy được khống chế, hiện còn 30 người gồm quận đội, dân quân, kiểm lâm vẫn đang bám trụ, trực tại hiện trường phòng chống cháy lại. Thống kê ban đầu cho thấy diện tích cháy khoảng 0,7 hecta. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.